Chào các bạn, hôm nay Trình sẽ xin trình bày một cái phần gọi là cái chứng bệnh tay chân ở y học cổ truyền. Thì nhóm bệnh thứ nhất đó là nhóm bệnh lòng bàn chân bàn tay nóng. Nhóm bệnh này thì lòng bàn chân bàn tay nóng thì chỉ là một cái chứng trạng thôi. Tự cảm thấy lòng bàn chân bàn tay nóng là có cảm giác là gặp vấn đề nội thương tạm đấy. Thì cái nhóm bệnh thứ nhất, cái loại bệnh thứ nhất của cái phân loại bệnh này, khi mà người ta gặp lòng bàn tay bàn chân nóng thì người ta có kèm theo sốt nhẹ, ngứa trộn hoặc xuất huyết ở bì phu, miệng răng, chóng mặt, hồi hộp, xuất huyết và cảm thấy là mất ngủ. Thì đây nó là cái loại bệnh này, thì mặt nó hơi sát, rêu lưỡi sạc, đầu lưỡi đỏ, bệnh âm hư huyết thiếu, sắc mặt trắng kém tươi. Và cái loại bệnh này thì người ta sẽ cho uống gia vị tạo huyết phương để để mà tư âm thủ thận sinh huyết. Còn cái nhóm triệu chứng thứ hai của khi mà người ta cảm thấy lòng bàn chân bàn tay nóng là bệnh gan lâu ngày, có chứng là lòng bàn chân bàn tay nóng, mỏi mệt, đau sườn, bệnh khó chịu, kém kém ăn. Thì cái loại bệnh này thì mặt tế, rêu lưỡi nhớt, kém ăn và là do khi mà rêu lưỡi nhớt thì nó là do can âm hao thương hoặc là tỳ hưu thất khố, hay là từ tỳ hưu thất khố đấy. Thì cái loại bệnh này sẽ dùng cái loại bệnh gan lâu ngày chỉ cho uống dương thể nhu can tư tỳ ẩm để mà nhu can dưỡng âm, âm kiện tỳ hóa thấp. Chúng ta sẽ qua hai cái phương pháp điều trị, chúng ta sẽ hai qua hai phương pháp điều trị như sau. Nhóm điều trị thứ nhất đó là gia vị tạo huyết phương. Đây, gia vị tạo huyết phương nó bao gồm là thọ tí tử, nữ trinh tử, câu kỳ tử, thủ ô, thục địa hoàng, hạ liên thảo, tang thầm, bộ quốc chi, và một cái loại nữa đó là nhục thông dung. Thông dung để cái điều trị cái nhóm bệnh thứ hai, khi mà người ta cảm thấy là bàn chân bàn tay nóng là do bệnh gan lâu ngày, thì người ta sẽ uống một cái loại thuốc gọi là dương thị nhu can tư tùy ẩm. Nó bao gồm là sinh địa hoàng 15 gram, sơn dược 10 gram, điểm đậu 10 gram, liên tử nhục 10 gram, ý chỉ 15 gram, kê nội kim 15 gram, cát căn 10 gram. Và tiếp tục khi mà người ta điều trị cái nhóm bệnh gan lâu ngày là của bài thuốc dương thị như can tư tùy ấm, người ta sẽ bổ sung vào câu câu kỷ 10 gram, bạch thược 10 gram, mật ngô đông 10 gram, phật thủ 10 gram, sa sâm 10 gram. Kết thúc cái nhóm bệnh tại đây. Như thế thì chúng ta sẽ có được một cái phương thuốc để điều trị cái bệnh lòng bàn chân bàn tay nóng, đổ mồ hôi trộn, rồi là đau bụng mà kém ăn, khó chịu trong người, mặt tế. Cái bài thuyết trình về đông y của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào cái mục sau.